Rồi chào các bạn, thì hôm nay mình có đổi ve chai, lấy ve chai được mấy cái men thì nó có 7 cái. Thì cái này là mình mua tính ra là 1.490.000. Thì trừ ve chai lại thì cái này là mình thu 1.490.000 nè. Thì cái này cũng là ve chai đổi ve chai. Thì mình nó có gì gì ha, thì đây là nó có cái men B75H2M4. Men này là men ECS ha. Nhìn men cũng còn khá là đẹp, sạch đẹp ha. Để hồi mình test thử luôn. Rồi cái thứ hai, cái này là Giga H110 MDS2, bản là 1.0, có để chữ không kích nè. Thì mấy cái mà nó có để chữ không kích này nè, các bạn kỹ ha, không có nên gắn CU vô test, mà bạn phải đo mấy cái này ha. Thì men nào bạn cũng phải đo đo chạm 12V nè, để thôi gắn CU vô chết CU nha. Cái H110 Giga, bây giờ tới là H110 Colorful nha. CF H110 MGT V20. Này có để chữ ok trên này nè, không biết là có chạy hay không. Rồi bỏ nó ra bên, hồi mình test sau. Đây, tiếp tục là cái Gigabyte H110 MDS2, bản 1.0, có để chữ ok nè. Rồi bỏ nó qua một bên. Ở đây có cái Giga H110 MDS2 tiếp nha, 1.0 luôn, này không để gì hết. Rồi để coi còn gì nữa. Đây có cái AT gốc nha. Cái này là H310M DVM2. Này không để gì luôn. Thì để tí mình test thử coi. Ở đây có cái Gigabyte B150MD3H 4 khe gam, có khe M2 luôn. Rồi tổng cộng nhiêu đó là 1.490.000 á. Tức có thể là một cái men H110 gì là mình mua lại là 240.000 ha. Cái men hư về 240.000 mà có H110 với H310 chung luôn. Thì nó có một cái H310 thôi, thì đồng giá là 240.000, là 6 miếng á. 6 miếng thì nó ra 1.440.000 rồi, với miếng B75 đó là 50 nữa, là 1.490.000 ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ test thử cái men này, coi coi men này nó có kích được nguồn không, rồi nó có chạy hay không ha. Bạn theo dõi thử ha. Bây giờ mình sẽ đo chạm trước, chuyển về thang đo chạm, bạn đo cái men nó có chạm 12 hay không ha. Không có chạm nha, không có chạm 12. Bây giờ mình sẽ gắn nguồn vô, mình kích thử coi men có kích được nguồn hay không. Gắn cái quạt vô cho dễ nhìn ha, coi cái quạt có quay hay không. Tắt cái này rồi mình kích thử cái men này nó có quay không. Đây kích nguồn quạt quay ha,
Thì để mình đo thử một số cái nguồn cơ bản coi cái men này nó đủ nguồn hay không. Chuyển qua thang đo nè, mình sẽ đo nguồn gam rồi có chưa, cắm mát vô cái nè, test trước đi rồi mình hả, mình đo trước rồi mình hả gắn CU vô mình test sau ha. Có nguồn gam này ha, có 2.5 nè, rồi cái này nguồn 1.05 nó nằm đâu rồi. Men này mình cũng mới lần đầu gặp ha, hình như 1.05 nằm ngay đây nè, có luôn ha. Nguồn này chấm 22 ha, chấm 22 là cao á, nguồn này mình nhớ nó 1.05 hay gì à. Bên đây là nhiều 0.95 đúng rồi nè, bên đây là 1.22 là cao ha. Đây nó lỗi ngay chỗ này ha, cái men này nè, cái nguồn en của ngay chỗ này VCCSA nó 2.5 V nè, nguồn dâng cao lắm cho nên là không có đem đo cái nguồn. Rồi nguồn en lên 7 V luôn ha, nguồn en CU lên 7 V luôn, thì men này là nó lỗi hai chỗ ha, nó dâng nguồn en của VCCS ra nè 2.5 nè, và dâng nguồn en của CU luôn 7 V luôn. Rồi cái này mình bỏ nó qua một bên ha, men này lỗi ha. Rồi mình test sơ vậy thôi, test cho bạn coi nó lỗi gì đi. Đây mình test cái át gốc này ha, H310 đây, mình gắn cái quạt vô coi coi kích nguồn nó có quay không. Đang à, mình đo coi nó có chạm không cái ha, để thôi nó chạm cái chết, tôi gắn siêu vô chết siêu à. Không chạm ha. Con siêu không chạm ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ kích nguồn thử coi men có kích được nguồn hay không. Mình không kích được nguồn ha. Thì có một số dòng át gốc này nó không có CU là nó không kích được nguồn. Kiếm CU gắn vô nè. Rồi, gắn CU vô. Coi comment kích được nguồn hay không, kích được nguồn hay gì nè, quay quạt này nè, mình mới gắn siêu vô cái nó quay luôn nè, để kích lại thử ha. Đây kích quạt quay nè, nên gắn cái lò vô rồi có báo gam gì không. Siêu lạnh tanh nha, nên đo nguồn gam ấy. Này nguồn gam đo ở đâu đây? Mất hết trơn nha.
đồng hồ mình nó không đo ra được. Đó, không ra được nguồn gam ha. 2.5 cũng không có luôn. Có nguồn 1.05 của chipset thôi. Này có khả năng mất nguồn ga mà ha. Lạnh tanh luôn. Rồi mới nơi lỗi tiếp ha. Bỏ ra ngoài. Nữa xử lý nó sao. Rồi con KH310 bỏ ra đi. Rồi tiếp tục test cái Giga H110 MDS2. Coi coi nó lỗi gì ha. Thì bây giờ mình sẽ đo chạm cái nữa nha. Để cho chắc ăn. Nó không có để thông tin gì hết trên main. Không thấy chạm nha. Mình cũng chưa gắn CU nữa cho nên cũng không sao. Rồi giờ thì mình sẽ kích thử nguồn quạt quay không. Đây kích nguồn quạt quay ha. Rồi để đo nguồn ga mình có không. Có nguồn ga ha. Có 2.5 nha. Có 1.05. Có 1.05 luôn. Có 1.05 luôn nè ha. Hồi nãy ngay chỗ này là mình đo cái men B150 là nó dâng 2 chấm, nó dâng lên 1.2 mấy qua đó. Để dâng nguồn N đó. Đây. Nguồn này ok luôn nè ha. Nguồn N coi. N có 1.05 nè. Hồi nãy nó dâng 2.5 nè. Để mình đo nguồn N của CU coi. Hai chấm chín nha, ba chấm, ok ha. Thì cái men này thì nguồn thì đo thấy ok đó, để đo luôn nguồn win nữa. Win 1 ok nè, win 2 ok nè, win 3 ok luôn ha. Thì đo thì thấy ok đó. Để mình gắn CU vô thử coi nè, men chạy không. Gắn lo luôn. Coi coi báo gam không. Rồi kết ngon. Coi coi báo gam không, mình chưa gắn gam. Báo gam ha. Gắn gam cho comment chạy không. Dây chai thì biết đâu, hên xui ha. Rồi để mình gắn cái màn hình vô. Gắn cái bàn phím luôn. Rồi coi coi chạy không đây. Có nhiều cái chạy lên hồi nó mới lỗi nha. Hên xui. Hình như báo cái tích thôi phải không. Chưa, nó mới báo nè. Báo cái tích rồi đó. Chưa thấy lên hình. Đây, cháy đèn. Lên hình này ha. Mình đã báo cái gì nè, LCMOS thông tin gì nè, BIOS đã reset gì. Ờ, cái BIOS của cái Giga H110 này nhìn lạ ghê ha. Nhìn nó giống như là của H61 gì đó ha. Để coi bản H110 DS2F3 ha. 2016 nè.
này không biết là BIOS nó có bị lỗi hay là gì không mà nó báo lỗi BIOS thì reset đó. Thì nó chạy lên được vậy nè. Thì cái này phải test cho kỹ mới được, có khi lỗi BIOS phải nạp lại nữa ha. Rồi được một cái chạy nè. Chạy mà không biết là có ổn hay không. Nói chung đồ điện tử thì hên xui thôi. Rồi, thì cái này mình test được tới đâu hay tới đó nha. Thì cái máy tính, cái điện thoại mình nó hết dung lượng thì việc video ha. Thì mình test sơ sơ vài cái vậy thôi, chắc test hết không kịp quá. Thì đây là cái này nó có đầy chữ OK ha. Bây giờ mình đo coi nó có chạm không. Mình làm thêm cái này nữa đi. Cái này không chạm ha. Chạm coi kích được nguồn hay không. Đây thì để mình kích nguồn ha. Kích nguồn hoặc quay. Rồi để đo nhanh sơ qua cái. Con gà mẹ. Có 205. Chipset có 1.05.